thầy xin kính chào các em đã quay trở lại kênh YouTube của thầy trong chương trình hướng dẫn môn toán lớp 4 trong sách giáo khoa hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em bài tỷ lệ bản đồ ở trang 154, một trang 155 sách giáo khoa toán lớp 4 nha các em trước khi bước vào bài nếu các em chưa nhấn đăng ký kênh để ủng hộ thầy thì các em hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những bài giảng sớm nhất của thầy nhé bây giờ thầy xin mời các em bước vào bài tỷ lệ bản đồ À, hãy quan sát các bản đồ sau à, thứ nhất là bản đồ Việt Nam à, chúng ta thấy bản, đây là cái bản đồ Việt Nam à, và chúng ta nhìn bên cái góc à, tay phải phía dưới có để chữ tỷ lệ là một chia cho 10 triệu à, bản đồ Việt Nam có tỷ lệ là một chia cho 10 triệu thứ hai là bản đồ thế giới có tỷ lệ là một chia 20 triệu à, các tỷ lệ một chia 10 triệu 1 chia 20 triệu ghi trên bản đồ gọi là tỷ lệ bản đồ hay gọi là tỷ lệ bản đồ tỷ lệ 1 chia 10 triệu cho biết hình à, cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ 10 triệu lần chẳng hạn độ dài trên bản đồ ứng với à, độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 triệu cm hay 100 km À có nghĩa là như thế này nè các em. À người ta sử dụng à, đơn vị trên bản đồ là 1 cm thì độ dài thật ở ngoài à, ứng với 1 cm đó sẽ là là 10 triệu cm. 10 triệu cm sẽ đổi ra thể được là 100 km. Có nghĩa là 1 cm trên bản đồ thì ở ngoài độ dài thật ở ngoài là 100 km hay là 10 triệu cm. À bản đồ thế giới cũng vậy. À, nó sẽ thu nhỏ gấp 20 triệu, à, 20 triệu lần, à, 20 triệu lần. À đây là bản đồ thị xã Sơn Tây chẳng hạn à, thì nó sẽ tỷ lệ là 1 chia cho 41.000, có nghĩa là nó thu nhỏ 41.000 lần, 41.000 lần. À, 41 lần. à tỷ lệ bản đồ 1 chia cho 10 triệu có thể viết dưới dạng phân số là 1 phần 10 triệu. À, có thể viết viết dưới dạng phân số nha các em à, với phân số 1 phần 10 triệu này thì tử số chính là một tử số chính là độ dài thu nhỏ trên bản đồ là một đơn vị độ dài à, phần mẫu số là 10 triệu có nghĩa là độ dài thật tương ứng độ dài thật tương ứng là 10 triệu đơn vị đo độ dài có nghĩa là nếu à, độ dài trên bản đồ là 1cm, người ta dùng đơn vị 1cm, thì độ dài thật ở ngoài 1cm đó ứng với 10 triệu cm. À, hoặc là độ dài người ta sử dụng trên bản đồ là độ dài decimet, thì trên bản đồ 1 decimet thì ở ngoài nó sẽ ứng với 10 triệu decimet. À, bản đồ Việt Nam có tỷ lệ là 1 phần 10 triệu. Tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là một đơn vị đo độ dài có thể là 1 cm một dm hoặc 1m vân vân và mẫu số tương ứng với à, và độ dài thật tương ứng là 10 triệu đơn vị đo độ dài ví dụ như ở trên tử số là 1 cm thì ở dưới thì độ dài thật ở ngoài là 10 triệu cm độ dài trong bản đồ là 1 dm thì độ dài thật ở ngoài là 10 triệu dm à, độ dài thật ở tr... độ dài thu nhỏ trong bản đồ là 1 m thì độ dài ở ngoài sẽ là 10 triệu m à, để làm rõ hơn kiến thức và khác sâu hơn kiến thức thì chúng ta sẽ làm vào các bài tập nha các em à, chúng ta sẽ sang bài tập số 1 trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1.000 à, mỗi độ dài Ứng với độ dài thật nào à, Ví dụ 1 chia 1.000 à, 1 này là 1cm à, 1cm thì ở ngoài nó ứng với 1.000 à, Xin lỗi 1mm thì ở ngoài nó ứng với 1.000mm Có nghĩa là tỷ lệ 1 chia 1.000 Có nghĩa là 1 ở trong bản đồ thì ở ngoài tới 1.000 à, 1cm Ở trên bản đồ thì ở ngoài là 1.000cm 1dm trên bản đồ thì ở ngoài nó ứng với độ dài thật là 1000dm à, Chúng ta sang bài tập 2 Đó là viết số thích hợp vào chỗ trống à, Chúng ta có tỷ lệ bản đồ, độ dài thu nhỏ và độ dài thật Tỷ lệ bản đồ là 1 chia 1000 à, Độ dài thu nhỏ là 1cm Thì ở ngoài sẽ là 1000cm Ở ngoài sẽ là 1000cm à, độ tỷ lệ bản đồ là 1 chia 300 độ dài thu nhỏ là 1 dm có nghĩa là ở đây là 1 dm thì ở ngoài nó sẽ là 300 và chúng ta gắn đơn vị dm vào ở ngoài sẽ là 300 dm à, tiếp theo tỷ lệ bản đồ là 1 chia cho 10.000 à, độ dài thu nhỏ là 1 mm thì ở ngoài nó sẽ là 10.000 mm 10.000 mm à, và cuối cùng tỷ lệ bản đồ là 1 chia 500 Độ dài thu nhỏ là 1 mét Thì độ dài thật ở ngoài sẽ là 500 mét à, Rất là đơn giản à, Các tỷ lệ bản đồ khác nhau Thì độ dài thật sẽ khác nhau à, Rõ ràng chúng ta nhìn vào các tỷ lệ bản đồ khác nhau Thì các độ dài, độ dài thật của nó sẽ khác nhau à, Chúng ta sang bài tập 3 à, Đúng ghi đờ, sai ghi sờ Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 10.000 quãng đường từ A đến B được đo đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật từ A đến B là A 10.000 m, B 10.000 dm, C 10.000 cm và D 1 km. À, vậy thì chúng ta nhìn vào tỷ lệ là 1 chia 1.000 à, có nghĩa là và đơn vị đo là 1 dm, có nghĩa là 1 dm trên bản đồ thì ở ngoài nó sẽ là 10.000 dm. À, câu a thì 10.000 m nó không đúng đơn vị không đúng đơn vị đo độ dài à, của cái người ta yêu cầu người ta yêu cầu là đơn vị là dm, mà câu a là ra đơn vị là mét nên câu a à, đáp án sai à, tiếp theo câu c cũng như thế câu c là ra 10.000 cm à, cũng là sai đơn vị đo độ dài nên câu c thầy à, cũng chúng ta cũng điền chữ sờ là sai à, câu b câu b à, ra đơn vị đa độ dài thật là 10.000 dm à, đúng rồi hãng em. 1 dm à, à, thu nhỏ trên bản đồ thì đơn độ dài thật của nó ở ngoài sẽ là 10.000 dm nên đáp án B là đáp án đúng. Đáp án D là 1 km. À, vậy thầy được, thầy có 10.000 dm thì thầy đổi ra được bằng 1 km nên đáp án D cũng là đáp án đúng. Nè, à, vậy chúng ta có câu A, câu C là sai câu b và câu d là đúng. À, bài hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc. Thầy xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Nếu các em chưa nhấn đăng ký kênh à, thì các em hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ thầy nhé. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài hướng dẫn tiếp theo của thầy.